Kính chào quý vị, rất vui được đón chào quý vị trở lại với những thông tin thời sự mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thông tin mới vụ chồng đâm vợ và mẹ vợ trọng thương ở Bắc Giang. Công an đã xác định nhiều manh mối về nhóm nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bình Dương. Hàng chục thanh thiếu niên bị tạm giữ do tụ tập nẹt pô, rú ga trên quốc lộ 1A. Sập bẫy tuyển mẫu ảnh nhí trên Facebook, người mẹ trẻ mất hơn 300 triệu đồng. Ớn lạnh cảnh người dân sống chung với hàng nghìn ngôi mộ ở Đà Nẵng. Lãnh đạo thanh tra ngân hàng nhúng chàm trong vụ án Vạn Thịnh Phát như thế nào? Sau khi dùng dao đâm vợ và mẹ vợ, Nguyễn Văn Tích, sinh năm 1973 đã bỏ trốn, leo lên nóc một nhà nghỉ cao tầng cố thủ nhiều giờ rồi nhảy xuống đất. Đối tượng bị thương song không nguy hiểm đến tính mạng, hai nạn nhân trong vụ án được cấp cứu kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch. Trước đó vào khoảng 23 giờ 15 phút ngày 1 tháng 3, do mâu thuẫn với gia đình, Nguyễn Văn Tích, sinh năm 1973 ở thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã dùng hung khí đâm trọng thương vợ là chị Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1973 và mẹ vợ là bà Dương Thị Đối, sinh năm 1949. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Tích bỏ trốn. Nghe tiếng kêu la của các nạn nhân, gia đình và hàng xóm nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện, nhờ được cấp cứu kịp thời nên cả hai đã qua cơn nguy kịch. Về phía Nguyễn Văn Tích, quá trình bỏ trốn đã vào một nhà nghỉ ở thôn Ngọc Thành 2, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa ẩn náu. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hiệp Hòa đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Văn Tích. Bị phát hiện trốn trong nhà nghỉ, chiều mùng 2 tháng 3, đối tượng leo lên đỉnh nhà nghỉ cao tầng cố thủ. Dù được lực lượng công an thuyết phục nhiều giờ, song Tích không hợp tác. Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, Nguyễn Văn Tích đã nhảy từ nóc nhà xuống đất. Ngay sau đó, công an Bắc Giang đã đưa đối tượng đi bệnh viện cấp cứu. Tích bị thương ở chân, không nguy hiểm đến tính mạng. Ngày 3 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hiệp Hòa Bắc Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tích, cử người trông giữ đối tượng tại bệnh viện để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào ngày 3 tháng 3 tại huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Ngày 4 tháng 3, một lãnh đạo huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết, công an huyện vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương làm rõ, truy bắt nhóm nghi phạm. Theo vị lãnh đạo này, bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được nhiều manh mối về nhóm người này. Trước đó, ngày 3 tháng 3, tiệm vàng BQ có địa chỉ tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, trình báo bị cướp. Theo đó, nhóm 4 người chở nhau bằng xe máy gồm 2 nam, 2 nữ vào tiệm vàng rồi dùng vật giống súng đe dọa nhân viên để cướp vàng. Từ camera ghi lại, 4 người mặc áo khoác trùm đầu sau khi cướp được vàng đã nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát. Qua trình báo ban đầu, số vàng bị cướp trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Trước đó tại huyện Bầu Bàng cũng liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp ngân hàng, các đối tượng đều bị bắt sau đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về vụ việc trong những bản tin tiếp theo. Mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, sáng 4 tháng 3, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đội điều tra hình sự Công an quận này đang vào cuộc xác minh hình ảnh nhóm thanh niên có hành vi dùng xẻng, gậy đánh gục một người nằm trên phố Lò Đúc thuộc đường Phạm Đình Hổ. Sau khi nhận tin báo, đơn vị đã cho cán bộ xuống hiện trường để làm việc. Qua nhận định ban đầu, có thể đây là do mâu thuẫn bộc phát giữa hai nhóm thanh niên. Trước đó, tối 3 tháng 3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm thanh thiếu niên khoảng từ 5 đến 7 người có hành vi hành hung hai nam thanh niên khác. Địa điểm xảy ra sự việc nằm ngay đoạn ngã tư phố Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng. Theo clip ghi lại, tối 3 tháng 3, một nhóm thanh niên cầm theo ghế nhựa, xẻng và gậy lao vào đuổi đánh hai nam thanh niên trên phố Lò Đúc. Đáng nói, sau khi một thanh niên bị đánh gục xuống đất, một người trong nhóm hành hung đã dùng xẻng tiếp tục tấn công tiếp vào nạn nhân. Một người khác trong nhóm tiếp tục dùng gậy đuổi đánh một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm khác. Sau đó, cả nhóm người trên cũng lao vào tấn công nam thanh niên đội mũ bảo hiểm. Theo nhận định ban đầu, có thể đây là mâu thuẫn giữa các nhóm thanh niên. Vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục làm rõ. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân, Bình Thuận cho biết, đang tiếp tục xác minh, sàng lọc, lập hồ sơ xử lý đối với khoảng hơn 50 thanh thiếu niên tụ tập, nẹt pô, rú ga, gây mất an ninh trật tự tại địa phương trên quốc lộ 1A.
Trước đó, vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 3 tháng 3, Công an huyện Hàm Tân tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân có một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập nẹt bô gây mất an ninh trật tự tại tuyến quốc lộ 1A đoạn qua cây xăng dầu Hàm Tân thuộc khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa. Công an huyện đã lập tức huy động gần 80 lượt cán bộ, chiến sĩ khẩn trương bố trí lực lượng ngăn chặn vây bắt. Khi nhóm thanh niên này đang tụ tập nẹt bô rú ga trên quốc lộ 1A thì phát hiện cảnh sát nên tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường. Tại thời điểm kiểm tra, Công an Hàm Tân đã tạm giữ 46 xe mô tô các loại đã thay đổi kết cấu xe và đưa hơn 20 thanh thiếu niên vi phạm về trụ sở Công an huyện để làm việc. Nhóm thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 25 tuổi, thường trú tại các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Nai, Bình Dương. Nhóm này đã thừa nhận các hành vi vi phạm như tụ tập điều khiển xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt bô, gây mất an ninh trật tự trên quốc lộ 1A. Công an thành phố Hà Nội cho biết, mới đây, Công an thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng tiếp nhận đơn trình báo của chị N, sinh năm 1993 ở huyện Đan Phượng về việc chị lên mạng xã hội Facebook để tìm hiểu và đăng ký cho con làm mẫu ảnh nhí và bị lừa tiền. Cụ thể, với lời mời chào hấp dẫn, các đối tượng dẫn dụ chị N làm nhiệm vụ mua sản phẩm mới được đăng ký cho con làm người mẫu nhí. Chị N đã chuyển mời một lần với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng nhưng không được hoàn lại. Biết mình bị lừa, chị N đã đến cơ quan công an trình báo. Từ vụ việc nêu trên, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Đồng thời, người dân cần thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tội phạm để phòng ngừa, tuyên truyền cho mọi người. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Cơ quan công an cũng nêu rõ thủ đoạn của các đối tượng là thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo để mời phụ huynh cho con tham gia ứng tuyển người mẫu nhí cho hãng thời trang. Thử thách cho các phụ huynh khi muốn con mình tham gia ứng tuyển người mẫu ảnh nhí là chuyển khoản để mua sản phẩm, sau đó cho con em mình làm mẫu chụp ảnh để giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Các đối tượng sẽ trả hoa hồng và tiền làm nhiệm vụ để kích thích phụ huynh tham gia. Nhưng khi số tiền chuyển khoản vào tài khoản tăng cao, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền này. Thưa quý vị, mới đây, thông tin về một tảng đá dưới sông Trạm, một nhánh sông Tiên ở thôn 2, xã Tiên An, huyện Tiên Phước, Quảng Nam, xuất hiện hiện tượng lạ giống đá nở hoa khiến nhiều người hiếu kỳ, trong khi người dân địa phương cho rằng hiện tượng này là điềm báo hiệu thời tiết khô hạn. Theo quan sát, vị trí nở hoa nằm ngay mép tảng đá lớn hướng xuống dòng nước, nhìn gần giống như một lớp xốp bám dưới chân phiến đá với nhiều màu sắc. Theo người dân địa phương, hiện tượng lạ này xuất hiện khoảng một tuần nay. Xung quanh khu vực này có rất nhiều tảng đá lớn nhưng duy nhất phiến đá này nở hoa. Theo những người cao tuổi sinh sống tại khu vực này, hiện tượng này thường xuất hiện vào tháng riêng nhưng không phải năm nào cũng có thể là 5 năm, 10 năm và thậm chí là 15 năm mới xuất hiện một lần. Lần gần nhất là năm 2018, màu sắc trên hoa thay đổi liên tục. Ban đầu là màu đỏ, ít tiếng sau sẽ chuyển qua màu vàng, xanh, trắng. Từ khi xuất hiện cho đến khi mất đi chỉ trong vòng từ 10 đến 15 ngày, người dân cho biết. Theo người dân địa phương, năm nào tảng đá này nở hoa thì năm đó thường xảy ra tình trạng nắng nóng kéo dài, khô hạn. Đại diện chính quyền xã Tiên An cho biết, hiện tượng lạ kể trên thường xuất hiện 5 đến 7 năm một lần. Thời điểm đầu khi hiện tượng này xuất hiện, các nhà khoa học có về kiểm tra, nghiên cứu và đưa ra nhận định đây thực chất là địa y, dạng cộng sinh của nấm mốc và một loại tảo mọc trên đá, chứ không phải là đá nở hoa. Về nhận định của người dân rằng đây là điềm báo khô hạn, lãnh đạo địa phương nói chưa có tài liệu nào chứng minh, có thể đó chỉ là sự trùng hợp ở lần xuất hiện hiện tượng này trước đó. Người dân sống trong các kiệt hẻm trên đường Phạm Như Sương, Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã quá quen khi sống cùng hàng nghìn ngôi mộ trong nhiều năm qua. Nhiều ngôi mộ nằm ngay trong khuôn viên nhà khiến người dân mong muốn những ngôi mộ sẽ sớm được di dời. Với người dân thì có lẽ đây là khung cảnh quen thuộc, nhưng với những ai có dịp qua đây vài lần thì có lẽ sẽ cảm thấy lạnh sống lưng khi chứng kiến cảnh nhà dân bị bao quanh bởi hàng nghìn ngôi mộ như vậy. Theo ghi nhận tại tổ 33, 21, 14, 37, phường Hòa Khánh Nam, nhiều ngôi mộ lâu đời vẫn đang nằm xen kẽ với nhiều ngôi nhà của các hộ dân, khiến người dân gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Hình ảnh người dân đi làm, trẻ nhỏ đi học, vui đùa len lỏi giữa hàng trăm ngôi mộ khiến người từ nơi khác lần đầu đến không khỏi ớn lạnh. Một người dân sống tại tổ 33, phường Hòa Khánh Nam cho biết đã sống ở đây hơn 30 năm nên đã quá quen, không còn biết sợ. Trước khi về đây sinh sống, khu vực này là một bãi đất trống chỉ có vài ngôi mộ nằm riêng lẻ, nhưng càng về sau thì mộ càng nhiều, mở cửa ra là đã thấy mộ. Trước đây mỗi khi đi làm về trễ, tôi sợ lắm vì phải đi qua hàng loạt ngôi mộ, nhưng bây giờ thì không còn sợ nữa,
Tuy nhiên, người dân vẫn mong chính quyền sớm di rời để con em ở đây có chỗ vui chơi, chứ mồ mả nằm ngay trong sân thì quá bất tiện. Tổ phó tổ 33, phường Hòa Khánh Nam cho biết, khu vực tổ 33 có khoảng 153 hộ thì có một nửa trong số đó có mộ nằm ngay trong khuôn viên sân nhà. Trong các cuộc họp, tiếp xúc cử tri, người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa có động thái nào di rời mồ mả. Lãnh đạo phường Hòa Khánh Nam cho biết, hiện có gần 2.000 ngôi mộ xây và mộ đất nằm trong khu dân cư trên địa bàn phường. Địa phương cũng mong muốn xử lý dứt điểm chuyện mồ mả xen lẫn trong khu dân cư. Tuy nhiên, đây là vấn đề không đơn giản, nằm ngoài khả năng của phường. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có công văn giao Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu về việc di rời mồ mả xen lẫn trong khu dân cư là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của quận. Hiện, Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu đã chỉ đạo các phòng, ban có liên quan xây dựng và hoàn thiện kế hoạch di rời mồ mả xen lẫn trong khu vực dân cư trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét thẩm định và bố trí vốn để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2023-2026. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn số 55 về công trình nhà ở tại địa chỉ số 22, ngách 236/17, đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, có dấu hiệu không đảm bảo an toàn. Theo công văn số 553 UBND-DT ngày 1 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân triển khai việc thực hiện sử dụng công trình, khoanh vùng nguy hiểm, di chuyển người và tài sản để đảm bảo an toàn, hỗ trợ bố trí chỗ ở tạm, đảm bảo ổn định cuộc sống cho các hộ dân trong thời gian di rời, quản lý hiện trường, theo dõi, quan trắc nhằm phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời những tình huống bất lợi có thể gây mất an toàn cho công trình và các công trình lân cận. Cùng với đó, giải quyết sự cố công trình nêu trên theo đúng quy định tại nghị định của Chính phủ, quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Trong đó cần lưu ý rà soát lại hồ sơ khảo sát, thiết kế, quản lý cấp phép và thi công xây dựng công trình, xác định rõ nguyên nhân sự cố, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Sau khi khắc phục sự cố kịp thời, đảm bảo an toàn cho công trình và người dân sinh sống, cơ quan chủ trì giải quyết sự cố quyết định việc đưa công trình vào sử dụng. Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố các nội dung vượt thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ động thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền. Khẩn trương thực hiện nội dung văn bản của Bộ Xây dựng, các nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã, rà soát toàn bộ địa bàn thành phố về các loại hình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, đánh giá và phân tích kỹ tính chất pháp lý, việc quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, xử lý dứt điểm các công trình có vi phạm trật tự xây dựng, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Trên cơ sở kết quả rà soát nêu trên, tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo thẩm quyền quy định chung cư mini này có 60 hộ dân đang sinh sống. Trước đó, ngày 24 tháng 2, gần 60 hộ dân sinh sống trong chung cư mini ở 22B phải di rời ra khỏi tòa nhà do một số cột bê tông, cốt thép ở tầng 1 của tòa chung cư này đã bị nứt toác. Theo Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, chung cư mini này ở địa chỉ số 22 ngách 236/17 Khương Đình, phường Hạ Đình được cấp phép xây dựng vào năm 2016. Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cấp phép cho ông NTH xây dựng công trình có quy mô 5 tầng và 1 tum, không thực hiện như giấy phép. Ông H xây tòa chung cư mini trên cao 8 tầng và 1 tum. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hành vi chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng bằng các thủ đoạn lập công ty ma, sử dụng hồ sơ vay vốn khống tại ngân hàng, nâng giá trị tài sản và hoán đổi tài sản có giá trị. Đáng lưu ý, tài sản tòa nhà Sơ Út tọa lạc tại 127 Porter, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh được nhắc tới rất nhiều. Đây còn là nơi gặp gỡ giữa bà Trương Mỹ Lan và Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước, mở đầu chuỗi các sai phạm nối tiếp của đoàn thanh tra. Cụ thể, quá trình thanh tra tại ngân hàng SCB để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của SCB để không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bà Lan đã trực tiếp gặp gỡ, bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn, cùng lúc đó là cục trưởng thanh tra, giám sát ngân hàng 2 thuộc ngân hàng nhà nước, trưởng đoàn thanh tra ngân hàng SCB và chỉ đạo Võ Tần Hoàng Văn, tổng giám đốc SCB tiếp tục đặt vấn đề, trực tiếp đưa cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu đô la Mỹ và đưa tiền quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra. Từ đó, Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm,
của ngân hàng SCB, cố tình che giấu, bưng bít, làm nhẹ để có lợi cho ngân hàng SCB và tiếp tục kiến nghị, đề xuất tạo điều kiện cho ngân hàng này được tái cơ cấu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đánh giá hành vi của bị can Lan đã phạm vào tội đưa hối lộ, còn bị can Đỗ Thị Nhàn, vai trò trưởng đoàn thanh tra, người chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng, phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng. Quá trình thanh tra, Nhàn đã nhận 5,2 triệu đô la Mỹ từ ngân hàng SCB để chỉ đạo cấp dưới báo cáo và ban hành dự thảo kết luận thanh tra không khách quan, không trung thực, không đúng thực trạng tài chính của SCB, bao che, bưng bít sai phạm của ngân hàng SCB. Do vậy, hành vi của bị can Nhàn đã phạm vào tội nhận hối lộ. Quá trình thanh tra tại ngân hàng SCB năm 2017-2018 của đoàn thanh tra do cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng chủ trì và ban hành kết luận liên quan đến nội dung, kết quả thanh tra, các cá nhân là lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, phó trưởng đoàn và các thành viên tổ tổng hợp, thành viên tại các tổ thanh tra là những người biết rõ thực trạng vi phạm, sai phạm nghiêm trọng của ngân hàng SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu, sai phạm, vi phạm tại các khoản vay của nhóm khách hàng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, biết rõ thực trạng tài chính rất xấu của ngân hàng SCB thông qua kết quả thanh tra. Tuy nhiên, do lợi ích vật chất từ ngân hàng SCB, Hưng chỉ đạo Nhàn bật đèn xanh tổ tổng hợp và các thành viên trong đoàn cố tình che giấu, bưng bít, dự thảo kết luận thanh tra và báo cáo không trung thực, không đầy đủ lên lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ, nhằm mục đích không chuyển các sai phạm sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho ngân hàng SCB tiếp tục được thực hiện đề án tái cơ cấu. Hành vi nhận tiền để làm trái công vụ của đoàn thanh tra đã tạo điều kiện cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện rút tiền và sử dụng tiền trái quy định của pháp luật tại ngân hàng SCB, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền hơn 514.102 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, hành vi của các bị can Hưng, Nguyễn Thị Phụng, Vũ Khánh Linh, Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Tuấn Khoa, Vương Đỗ Anh Tuấn, Trần Văn Tuấn, Lê Thanh Hà, Nguyễn Văn Thùy, Trương Việt Hưng và Nguyễn Duy Phương đã vi phạm các điều 7, 13, 53 và 54 luật thanh tra. Thông tư số 05/2014/TT-TT-CP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ và thông tư số 36/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong đó, Hưng với vai trò chủ mưu, các bị can khác vai trò giúp sức cho hành vi làm trái công vụ của Hưng. Đối với bị can Nguyễn Văn Du, cựu quyền chánh thanh tra, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước do Hưng nghỉ hưu theo chế độ, dù tiếp nhận nhiệm vụ chánh thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kết luận thanh tra 3959. Nội dung kết luận thanh tra đã được Hưng, Nhàn và các thành viên trong đoàn báo cáo các cấp lãnh đạo về kết quả thanh tra đã kết thúc trước khi Du tiếp nhận nhiệm vụ. Song trước khi ký kết luận thanh tra, Du đã không tổ chức họp đoàn thanh tra và không so sánh, đối chiếu, kiểm tra, rà soát với kết quả thanh tra trước đó tại báo cáo của đoàn, của tổ và thành viên đoàn thanh tra, dẫn đến việc ban hành kết luận thanh tra không trung thực, không khách quan, làm lợi cho ngân hàng SCB gây hậu quả thiệt hại hơn 514.102 tỷ đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi hôm nay. Hãy nhấn theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ những thông tin quan trọng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.